chị em sẽ đi đi với em nhé. Quay trở lại với nhà Thúy và Yuri. Bây giờ em đang ở nhà và sẽ chuẩn bị đi vào rừng đi hái nấm với bạn. Bạn này cũng là người Việt Nam nhưng mà bạn ấy đến từ Gia Lai, còn em đến từ Đắk Lắk. Bây giờ em sẽ đi cùng với bạn của bạn ấy. Thì bọn em sẽ đi quanh cái khu nhà em thôi chứ không đi xa, tại vì chút nữa em phải đi đón ba em Bon đi học về nữa. Cả nhà cùng đi với em nhé. Em đang đạp xe đạp đi. Em đi xe đạp. Tại vì gần nhà mà đi bộ cũng hơi lười. Đi xe đạp để chút nữa về cho nhanh. Em với bạn em hẹn gặp nhau ở ngoài rừng rồi, thì bây giờ em sẽ đạp xe ra rừng. Thật ra gọi là rừng nhưng mà nó nằm ở giữa phố cho nên nó không có xa lắm. Chắc cách nhà em chưa đến một cây số đâu. Đạp xe hơi mệt cho nên là nói hơi dốc. Đây là cái con đường gần nhà em này cả nhà. Đây là hàng cây phong. Mấy thảm cỏ này rất là đẹp. Sắp tới trời lạnh thì chắc là nó sẽ bị chết hết á. Trời tuyết xuống là nó sẽ bị úng hết đó cả nhà. Bây giờ em sẽ đi cùng đi với em nhé. Bạn hẹn nhau nhưng mà nhà em bị lạc nhau một chút xíu, thì bây giờ em đứng đây để chờ bạn một chút, xong rồi em sẽ vào rừng. Và cái rừng phía sau lưng em đây cả nhà, đây là cái rừng mà em sẽ hái nấm, rất là gần nhà em luôn. Chưa đến một cái số đâu đó, cái rừng phía sau này. Thì em và bạn sẽ đi vào rừng sau này. Em dùng cái khăn này buộc lên cho khỏi tóc nó bay 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 vào mắt khó chịu. Được cái nấm đầu tiên mọi người. Cái này hình như là hôm bữa là có ai đó nói là nấm trứng ngỗng. Em không biết tên tiếng Việt, thật ra không biết tên tiếng Việt, nhưng mà cái này thì nó rất là ngon. Nó được đánh giá là 3 sao ở bên này. Em sẽ gọt cái chân đi. Sẽ quay gần hơn cho cả nhà xem nhé. Cái mũ nó hơi dơ nhưng mà về sẽ rửa sạch thì không sao đây. Nó rất là trắng sạch. Cái này thì ăn đang rất là non và ăn sẽ ngon á. Về thì em sẽ cạo cái này xong. Ở cạo nhà hay cạo đây Huyền? Rồi nhỉ. Ok. Cái đầu tiên thì em sẽ đi. Đây là nấm chân vịt mọi người. Em thì em không biết nhưng mà bạn Huyền bạn kêu đây là nấm chân vịt. Đây bạn qua hái luôn cái này. Em không ăn cái này tại vì em đang còn rất là nhiều nấm khác nhau cho nên là em cho bạn hái cái này. Hái đi, em bạn hái đi, tại mình không có ăn cái này. Mình xem bao giờ. Em tìm được mớ nấm trứng ngỗng này cả nhà, nó rất là vàng và nó nằm rất là sát dưới đất. Có cả nấm còn non này, nó nằm dưới mấy cái tán lá này, vạch ráo lên là thấy nó cái còn hơi bé. Thì nó cứ nằm sâu xuống dưới đất như thế này, bây giờ phải cạy nó lên. Nó còn sạch luôn cả nhà nhìn. Nó còn rất là ngon này, ăn mới ngon. Sao đấy hơi dơ về em phải rửa hơi kỹ. Giờ tắt cả cái này luôn. Hả? Tí chị hái. Cái này ở Việt Nam mọi người gọi là nấm trứng ngỗng à, và người ta em không biết là dịch qua tiếng Việt là gì. Chút nữa về em sẽ cho mọi người xem trong cái quyển sách. Nấm này thì trong sách ghi là 3 sao, 3 sao trên 3, 3 trên 3 sao á. Có nghĩa là độ ngon nó xuất sắc, độ ngon và dinh dưỡng. Cái đó là về cả độ ngon và cả dinh dưỡng. Và nhiều nhất rồi. Đi theo chân Huyền Vlogger. Bạn Huyền ngại ngùng cái gì? Nấm này nấm độc hả? Nấm trắng này độc không? Tại nấm đỏ đúng không? Chị nhớ vậy. Nấm trắng đó là cực độc đó cả nhà. Nấm chân vàng.
nó này cũng thuộc loại ngon xuất sắc cả nhà, vừa ngon vừa nhiều dinh dưỡng và người Phần Lan cũng rất là thích. Có trời luôn á, nhưng mà chưa to này, nhưng mà còn bé. Nấm chân vàng. Có một cây nấm nữa thì bây giờ em sẽ hái. Rừng này hơi khô cả nhà nên nãy giờ chưa thấy nấm nhiều. Nấm này em sẽ hái cho bạn thêm tại vì em không có thích ăn cái này, hơi nó hơi nhặn nhặn giống nấm tràm á, mọi người thấy thấy nhựa. Cắt ra là có nhựa này, nếu mà dập cái cành này cũng có nhựa, dập cái mụ nấm. Bây giờ đi tiếp. Rừng này kiểu không có ai chăm sóc á cả nhà, cho nên là nó cây bụi bé bé nó mọc lên cũng rất là nhiều. Thường những cái rừng mà đi hái việt quất thì nó không có nhiều cây bụi mọc như thế này. Nó chỉ toàn việt quất thôi, cả lâu lâu nó mọc những cây thân gỗ mà loại mà đang bé, kiểu giống như là cây thông hoặc bạch dương mà đang bé đang mọc lên á. Nhưng mà ở đây rất là nhiều cỏ tranh này. Này thuộc về Hercutati. Nó thuộc loại Hercutati. Thuộc Tati không phải Hercutati mà Tati. Ok, à, cái đó thì sao? Cũng là nói mà nó dài. À, đây cũng có nấm đỏ này. Tại vì bạn Huyền thích nấm đỏ cho nên em gọi bạn Huyền qua hái nấm đỏ này. Nấm đỏ này ăn ngon, bạn thích chấm với nước mắm này. Cả nhà xem này, trái việt quất này. Rất là nhiều. Không biết là đây có phải nấm chân vịt nãy bạn Huyền hái không thì em sẽ hái xong lại hỏi Huyền. Tại vì em không chắc chắn nên em phải mang bao tay để hái xong rồi lại hỏi bé Huyền. Huyền với cả bạn Thêm qua bên kia rồi. Cả nhà em mới thấy một cây nấm, nấm thông nhưng mà đây nó mọc dưới cây thông này, nhưng mà cái nấm này già rồi. Già nhưng mà em vẫn hái cho mọi người xem. Đây, cái này là nó bị già đó cả nhà này. Cả nhà xem, tại vì nó nở quá to rồi nha. Xong phía dưới gốc thì cái chân thì nó ok, nhưng mà cái mụ nấm này, cả nhà xem này, mụ nấm nó kiểu màu này thì nó quá già rồi. Đây, nó vàng quá rồi. Này, cắt bên trong này. Như này là già rồi phải không Huyền? Ủa nhưng mà già này ăn không ngon hả? Huyền? Hả? Già này ăn không ngon hả? Không biết nữa, em toàn ăn cái chân của nó. Dạ, không ăn mũ, chị không thích ăn cái phần vàng này, nó nhất nhất nữa. Dạ, đúng rồi. Cái phần vàng này nấu lên nó nhất nhất, nhưng mà nhiều người rất là thích cái này, còn em thì em không có thích. Nhưng mà cái này thì hơi già rồi thì em sẽ không lấy. Lại đó. À đây là nấm chân vịt này cả nhà. Chân vịt là cái tên bạn Huyền đặt cho nên cho nên là mình sẽ gọi là chân vịt luôn. À, nó gần giống như là nấm trứng gà mà mọi người có comment ở cái video em đi hái nấm trước đó. Nhưng mà cái này như này thì bạn Huyền kêu là nấm này ăn ngon tựa như nấm mối ở Việt Nam. Đây cả nhà xem cái mũ của nó hơi đậm phía trên này, còn xung quanh này hơi nâu nhạt một chút xíu. Đây là cái chân và cái phía dưới cái mụ nấm này em sẽ cho then, tại vì em chưa, bây giờ em đang hái nấm khác cho nên là tại với cả ở nhà đang còn nấm cho nên em sợ em ăn không hết. Đây là cái nấm nở ra hơn một chút xíu rồi cả nhà này. Cái loại này thì nó nở hơn rồi này, cũng là nấm chân vịt của bạn Huyền. Đây, cái này thì nó non hơn này. Nó cũng có cái nó tự tựa như nấm trứng gà mà cả nhà có comment trên video trước của em, chỉ là cái màu nó nhạt hơn, nó cũng kiểu giống như là nấm nở cái đài ra. Cái này cũng nấm chân vịt bạn Huyền nói. Đấy, nó mọc giống nấm trứng gà nè mọi người. Nó nở trong từ giống nó tròn tròn như cái trứng đó, xong bắt đầu nó nở ra như thế này này. Ủa trời ơi này, nếu mà như thế này chị gặp nhiều lắm rồi này. Lại là nấm chân vịt cả nhà. Đây em sẽ cắt này, bỏ đây chút nữa đi qua chỗ bạn Khen đưa cho bạn Khen sau. Bây giờ cắt như này. Thực ra vậy thì trước đây em gặp nấm này rất là nhiều nhưng mà em không biết, thì hôm nay đi với Huyền mới chỉ cho em. Ok, đó là cái gì, nấm Huyền gì Huyền có ăn được không? Nấm đỏ. Không ăn được hả? Ăn được, cái đó là nấm đỏ mà nó ra màu rồi. À, là nó không còn ngon nữa. Trời ơi, vậy là cái nấm này ngon tự tựa như nấm mối á cả nhà. Vậy thì chắc là em phải thử cái này, em phải ăn thử cái này. Tại vì nghe bảo nấm mối thì rất là thích rồi. Nhưng mà chất lượng như nào để tính tiếp. Và ở đây nấm chân vịt. Đây là cái ha hả? Dạ. Cả nhà ơi, đây là một loại nấm mới. Cái loại nấm này là hôm nay là mình đi tìm cái nấm này. Chủ yếu hôm nay em đi hái cái nấm này đây. Cái nấm này bạn Huyền kêu là nấm kehna. Đúng rồi, tên tiếng Phần Lan, còn tiếng Việt thì em không biết. May mà đi với Huyền chị mới biết. Nếu mà chị gặp chị cũng sẽ không nhận ra là cây nấm này đâu. Nấm này thì Huyền kêu là nó mọc tự như nấm mối, mọc cùng với nhau thì mà nó ăn cũng rất là ngon, ăn nó cũng như nấm mối hả?
Nó cũng hẳn nhưng mà nó ngon. Em hay nấu món gì? Ủa cái này có ăn được nữa không? Không, nó hư rồi. Tiếc vậy. Đây cái này chưa mọc nè, cái này ngon hả? Dạ. Cái này còn bé đấy cả nhà, cái này chưa mở mắt. Đây, đây là nấu cây hành nào hả? Dạ. Để về em tìm thêm tiếng Việt thì em sẽ ghi tiếng Việt phía dưới cho cả nhà xem nhá. Đúng quá. Đây. Để tí xíu. Cái nón này ngon, ở kia nấm chân vịt phải không Huyền? Dạ đúng rồi. Thôi nè, đó, không biết gì nó không biết luôn á. Giờ biết rồi để hôm sau hái. Trời, nó nhiều quá rồi. Hôm nay còn nấm ngon ăn rồi. Cái này là về chị xào hả Huyền? Dạ. Xào với thịt hả? Dạ. Chị hái nấm chân vịt, không có nấm chân vịt. À, nó có nấm chân vịt đấy nữa. Ủa nó mà nó bị hư đó. Nó hư rồi. Quá trời nóng này. Em đây, em đến đây. Em quay cận cái này chị đó, cái này xinh quá. Cưng ăn. Cưng hợp này. Rồi. Nó lấy nét không có hay lắm đi. Dạ nó nung đỏ. Bạn em tìm được một cây nấm này. Em sẽ đi hái, em lấy nét được không? Dạ được. Cho nó cưng hơn. Tại ở đây lớp rêu này á thì nó mọc nó rất là dễ lấy và rất là sạch. Như này thì em sẽ nhồn lên. Xong. Thế lấy nấm này không? Thế mà tìm được nấm chân vịt thì mình sẽ cho then. Then sẽ cho. Cả nhà ơi, đây vịt quất này. Còn cái còn rất là nhiều này. Em có thể cầm một tay cho chị với. Dạ. Trời ơi, chắc là chị hái về mang bò từ đông quá. Vịt quất ở đây còn nhiều quá. Chắc là hôm nào đó cho ngày mai đi. Nếu ngày mai em không làm gì thì em sẽ đến đây hái vịt quất để về bỏ tủ lạnh á cả nhà, bỏ tủ đông á, để mùa đông cho thằng Bon ăn, với cả cái này nó cũng tốt mà, để làm bánh nữa. Cà mê hủ cũng ngon mà, nhiều quá trời luôn á, vẫn còn rất là nhiều này cả nhà này. Có cái lá gì đây này, nhưng mà vẫn ngon mà, đâu có nhạt đâu đúng không? Chị thấy nó vẫn ngon, ngon á, ăn chọc môi tím rồi. Bây giờ nhà em sẽ đi qua bên kia, tại vì bên kia có nấm. À, nãy giờ em hái được từ này nấm rồi. Thì đây là lần đầu tiên em đi hái nấm này luôn. Tại vì hôm trước bạn Huyền có nói là nấm này ngon lắm. Thì em nhìn nhưng mà em không thể nhận ra nó. Cho nên là em hỏi Huyền là khi nào đi cho em đi cùng, để nhận biết để hôm sau em có thể tự đi hái được ấy. Thì có vẻ ở đây có nấm này. Ủa Huyền, năm nay ở đây năm nay có thì năm sau nó cũng có đúng không? Em nghĩ vậy. Ừ. Thường thì năm nay mọc ở đây thì năm sau sẽ cũng có ở đây. Không hẳn là cùng một chỗ nhưng mà chắc là sẽ có xung quanh đây ấy. Bây giờ nhà em sẽ đi qua bên kia. Em bỏ cái khăn ra rồi, tại vì cái khăn nhìn rất là chán đời luôn á. Đây bạn Huyền lại tìm được cái nấm đó đấy. Ủa, đây còn mấy cái con này đúng không? Bạn Huyền lại tìm được nấm đó cho em đây. Tại bạn đi hái nấm vì đam mê thôi chứ không phải là vì hái về để ăn. Đây hai cây. Hai cây này non hả? Non này ăn ok này. Chứ không. Mà ăn được không Huyền? Ăn được sâu. Nhưng mà nó không được ngon bằng mấy cái non à. Nhưng mà lấy đi tiếc quá. Trời mút xì cà quá trời nhỉ. Cho thêm này. Chị vừa thấy đâu rồi, vừa đây. Đây còn nấm lắm. Nấm đắng giống nấm tràm à. Da còn phỏng Huyền. Hơi. Và nó vứt đi hay là sao? Hỏi thêm. Hỏi đi thêm. Ở dưới chân của chị. À cái này cũng là tắc tì không? À, đúng rồi, cái này nấm tắc tì này cả nhà. Ào, cũng là một loại nấm thông á. Nhớ rồi cái chất nấm. Ê. Được rồi. Cái này cũng là một loại nấm thông. Cái loại này thì mọi người cắt chân xong thì nó cắt một chập thì chút nữa cái chân của nó sẽ ra mực á, ra màu xanh xanh như mực á. Cái củ của nó rất là to này, cái thân nấm rất là to này.
nó có tóc màu đen. Mà cái này hen này đi, chờ hen hết hen kìa. Nè cả nhà ơi, cả nhà thấy nấm cừu chưa? Nó mọc thành từng cụm này rất là xinh luôn. Nó hình như kêu nấm cừu tại vì nó trắng với cả nó mềm á. Nè, một cụm luôn. Bây giờ em sẽ hái nó lên nha. Nè, chưa. Trời, nó một cụm luôn á. Wow. Chốt cái này lại cho năm sau nó lên tiếp. Đây, đây. Trời quá trời luôn nhỉ. Cắt cái chân nó đi, xuống đây. Trời nó trắng lắm, trắng mịn lắm. Trắng mịn mà. Non nhỉ, cái này non mà đúng không? Ừ. Cho nó xuống đây đi. Ủa. Em quay giỏ thêm đi chị ơi. Được, bỏ vào cho thêm. Đây đây. Trời đã à. Vừa đi hái nấm nhưng mà không thể bỏ qua được việt quất. Cái miệng ăn đen tím rịm cả nhà, nhưng mà rất là ngon. À, này lại là nấm ăn được mà bạn Hiền gọi là nấm chân vịt. Ở tiếng Anh hình như là mananita gì đấy, em không có nhớ rõ. Nhưng mà loại này ăn cũng được á cả nhà. Ba người đi hái nấm nhưng bạn Then chăm chỉ nhất. Đây là giọt của em. Bạn Huyền thì hái vừa chơi, tại vì bạn Huyền chủ yếu là thấy nấm là cho em và cho Then thôi. Còn em chỉ lấy một vài loại chứ không lấy nhiều loại nấm. Còn Then thì nấm nào ăn được là Then sẽ lấy. Cái này rất là nhiều nấm chân vịt xung quanh. Em chỉ hái cái non non này thôi. Ủa nhưng mà nhưng mà cái chân của nó như này là bị hư rồi á, em không ăn được nữa hả? Không phải hư, cái đấy là gì chị cắt thử xem. Cắt thì vẫn ok thôi. Hái cho Then. Chỗ này bị sao á, hình như chỗ này nước ẩm hơi nhiều á, nên cái chân của nó hơi không được ok lắm. Được, cây này là đẹp nhất. Ô, lòng gãy mất rồi. Cái này có hả? Cái này vị giống giấm nấm muối ha, để thử xem sao. Giờ mình nhiều quá. Việt quất. Mời cả nhà ăn việt quất rừng nhưng mà vị của nó rất là đậm đà hơn cái loại mà cả nhà mua ở siêu thị á, và nó cũng nhiều vitamin hơn, cho nên ở Phần Lan người dân thường thích loại rừng này hơn là loại mua ở siêu thị. Nhiều lúc nó có vị hơi nhạt á cả nhà. Cây nấm thông, em mới tìm được một cây nấm thông nữa, nó này còn non á. Cắt cái đoạn dưới này bỏ lại đi. Quay gần cây nấm. Nấm thông đó cả nhà. Người Phần Lan họ thích cái này đúng không? Người Phần Lan họ thích cái này lắm. Có người đặt, có người muốn mua nấm này của chị nè. Nhưng mà vừa rồi chị hái được ít nên chị cho lại luôn, chị không lấy cái tiền. Dơ đó. Cái gì đó. Rừng này nhà em đi thì nhà em phải vào sâu và vào giữa rừng. Thì ở giữa đó, lúc đầu em không biết là ở đây sẽ có quả việt quất, cho nên lúc đầu mùa em không hái việt quất ở đây. Nhưng mà năm sau em sẽ đến đây để hái việt quất, tại vì bây giờ em đã biết là ở đây có việt quất rồi á. Nhưng mà năm nay thì hình như là nó bị mất mùa. Hy vọng năm sau thì nó không có bị mất mùa nữa, có thể hái được nhiều hơn mà không cần phải đi quá xa nhà nữa. Đi hái nấm mà có bạn đi hái cùng như thế này thì rất là vui. Nhưng mà nhà bạn Huyền thì ở xa nhà em cũng tầm 20 cây số á, cho nên là thỉnh thoảng mới đi được với nhau như thế này. Rất là thích luôn á. Hái thích hơn là ăn. Wow. Đây. Cái này đẹp hả? Cái này ăn ngon ha. Chưa nở hết mà. Ủa nãy chị thấy có mấy cái lặn đây. Cái tí hon này. Non này ngon này. Nay về xào thịt ăn.
Không, nãy chị thấy ở đây. Nãy thấy nhiều mà tự nhiên. Đấy, thì ra là nó nằm dưới này. Nó hư rồi chị. Ủa nhưng mà em cái này ăn được. Nó hư rồi. Hư rồi hả? Dạ. Cái mũ sao? Ờ vẫn hư rồi, tiếc vậy chờ. Đây nó rất là siêu to, khổng lồ, nó to lắm luôn cả nhà này. Cái nó này nó rất là bực, giống bị đột biến này trời. Sao nó to, cái này là to lắm đúng không Huyền? Dạ. Bình thường nó đâu to vậy đâu này. Đó. Nhưng mà mọi người em tìm được nấm mật ong. Huyền biết nấm mật ong không Huyền? Dạ không. Đây, qua đây. Đây là nấm mật ong, mật ong của tiếng Phần Lan là gì ta? Du, du gì? Mật ong là hu này. Hu này già đó. Em về tìm hu này già là nó ra cái nấm này nhưng mà nó còn bé. Đây là nấm mật ong này cả nhà, nó còn bé nhưng mà cái này nếu mà nó chờ nó lớn thì em sẽ hái. Tại vì cái loại này rất là ngon luôn, nó lớn thì nó cao như này mà nó cũng mọc thành từng chùm như này này. Cái này rất là ngon, người ta gọi là nấm mật ong thì em sẽ chờ nó lớn thì em sẽ hái. Vẫn là nấm đó. Nếu mà không đi với em chị không biết để hái cái này. Có thể chị gặp nhiều rồi mà chị sẽ không biết để hái. Có nhiều bạn hỏi em là ở trong rừng này chị không sợ gặp rắn hà hay là gặp thú dữ. Thú dữ thì ở đây thì sẽ là không có rồi, tại vì ở đây ở trong thành phố. Còn rắn thì may mắn là bên này rắn rất là bé và nó cũng không có quá là độc so với rắn ở Việt Nam và cũng rất là hiếm. Thường thì nó nghe tiếng bước chân người dẫm trên thảm cỏ hoặc đi trên rừng như thế này là nó sẽ chạy mất dép rồi. Cũng hên là như thế. Em chỉ thấy con rắn một lần duy nhất là nó bé và ngắn, lúc đó Yuri chỉ thì mới thấy. Lúc đó thì nó nằm trên đường để phơi nắng ấy, nhưng mà kiểu giống như mới lột da hay sao á. Nhưng mà đó là lần duy nhất em gặp. Đây là hai xô của bạn Hen. Trời quá trời. Em biết sao em rung không? Hen tháo được nhiều quá. Hai xô nằm. Đây là của Thúy. Còn đây là của bạn Huyền. Một cái duy nhất mà của cái này là của Thúy cho. Bây giờ ba chị em bạn bè sẽ đi ra ngoài tìm đường ra ngoài. Đây là giỏ nấm rừng của em. Bạn Then là người chuyên đi rừng, bạn ấy đi rừng rất là nhiều, đi rừng hái trái và đi rừng để hái nấm như thế này thì rất là thích luôn. Giá mà ở gần bạn ấy thì sẽ được đi rừng nhiều cùng với nhau. Trời, cái này to lắm luôn. Nhưng mà cái nấm này ăn được không? Ăn được hả? Ăn được. Sao không hái? Là không thích ăn. Dạ rồi. À. Nấm cái này ngon. Ừ. Nhưng cây việt quất còn nguyên si này. Trái này. Ô mango nhà em thích ăn không? Bọn thích lắm. Quyết định là ngày mai em sẽ vào đây hái quả này mang về cho bọn ăn. Ê, Asken Oli, Okoyan. To ha? Non hả? Ai mà không hái cái này, Huyến? Ừ, bảo Huyền buồn cười ghê. Còn Huyền thì được một cây nấm. Một cây nấm duy nhất. Tí em về bán. À, đúng là cái nấm đó nhiều người Phần Lan họ thích lắm. Giờ ba đứa đang tìm đường ra. Tại vì không biết có phải không hẳn là bị lạc, tại vì em có bản đồ trong điện thoại nhưng mà bây giờ đang tìm đường ra tại vì cũng muộn giờ về rồi. Nãy giờ mình đi được tiếng rưỡi ở Huyền hay một tiếng? Gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà hái nấm vui quá, hái nấm thích quá cho nên là không biết, không thấy lâu á. Bây giờ em sẽ tìm đường đi ra ngoài đã. Xem, cả nhà ơi, đây là nấm độc này. Ghê không? Nó độc mà nhìn nó đẹp ha, màu đỏ đẹp quá luôn này. Nhưng mà nó nấm độc á. Tìm được một cây nấm thông. Huyền sẽ hái nấm thông đây. Cái này ngon đúng không? Ta tìm này ngon. Hai cây. Cuối cùng cũng được hai cây. Ở đâu mấy cây rồi? Sợ quá. Nấm này ăn được đó cả nhà. Nó màu đỏ vậy chứ mà nó ăn được ấy. Để hái cho bạn xem.
Hả? Ok ok. Hãy cho Thêm. Để ăn chết rồi. Ở đây cây việt quất rất là nhiều bạn ạ. Năm sau em sẽ đến đây hái việt quất, em không cần phải đi xa nữa. Trời mút xì cà quá trời luôn. Em quay thành quả nào. Anh hai cây duy nhất và đây là sư phụ của nóng. Em hái được nhiều nhất, hiện hái được 2 cây. Không dám là em hái. À quên, 2 cây này là cho. Hai cây này chị đều phát hiện ra đúng không? Chỉ để em về em nấu cháo. Đây là đường về nhà. Bây giờ em sẽ lấy xe đạp để đi đón thằng Bon. Cũng gần chứ không có xa lắm. Đồng đội đi hái nóng. Nãy em đi em có gặp ba cô người Việt Nam đi hái, cô lớn tuổi rồi thì em có chỉ cho ba cô cái chỗ mà em hái nấm này để ba cô đi hái, tại vì cái chỗ mà ba cô đang đi đó không có nấm. Thế là ba cô đi lên hướng trên kia rồi. Đây là thành quả của ba đứa đi hái nấm. Nấm này đẹp hả? Cô lo chị nghĩ đẹp như này là nấm độc, nhưng mà không phải, như này ăn được. Và đây là nấm này của Huyền, hay trả cho Huyền đi. Mất đội hình ghê á. Cả nhà ơi, đây là cái giỏ nấm của em. Thì bây giờ em sẽ cắt sơ đi và sau đó em sẽ sơ chế và để dành, tại vì bây giờ em nhiều nấm lắm nên là ăn không hết. Thì bây giờ em sẽ làm sạch, sau đó em sẽ rửa sạch đi, em chẻ ra rửa sạch đi, sau đó em sẽ xào sơ đi rồi để tủ đá, rồi để dành cho mùa đông hoặc là những cái mùa mà không có nấm rừng á cả nhà. Thì cái này thì loại nấm này thì không nên sấy khô. Thường người ta bảo quản nấm bằng cách sấy khô, nhưng loại nấm này thì không nên sấy khô mà chỉ cần như này, xong rồi không phải là xào với gì mà chỉ cần bỏ lên bếp, bỏ lên chảo, xong rồi đến cái lúc mà nó ra nước thì xào cho nó chín một chút xíu, xong rồi sẽ cất nó đi. Đến lúc mà nó khô nước thì sẽ bỏ vào túi để chờ nguội và bỏ vào túi, xong đó bỏ vào tủ đông để bảo quản. Hoặc là nếu mà những ai mà có thời gian thì có thể là chế biến luôn. Chế biến luôn xong chờ nguội rồi để vào tủ đông, rồi đến cái lúc nào ăn thì đã đông ra để ăn thôi. Thì đây, em thích cái nấm này nhất tại vì nó rất là mút lắm. Và rất là đẹp và nó rất là mút luôn. Thì ở đây em có cả nấm lúa mì. Đây là nấm lúa mì đó cả nhà. Tiếng Phần Lan là kè nè. Đây nấm lúa mì. Ôi nấm lúa mì nó rất là đẹp ha. Cái màu của nó giống màu lúa mì á cả nhà. Nó hơi vàng nhạt một chút xíu. Và như thế này mà nó ăn rất là thơm và ngon. Nó không có bị nặng mùi nấm. Cho nên là những cái ai mà không thích ăn nấm thì vẫn có thể ăn được, tại vì nó không có quá nặng mùi nấm. Thì bây giờ như thế này. Ôi trời ơi, người mắt. Em Bon đi ngủ mất rồi cả nhà. Hình như cái này đúng không? Chỗ nào mà tại vì em hái từ hôm qua mà bây giờ em mới có thời gian để làm sạch á, vào tủ á. Cắt nếu mà tại vì hôm qua em để ngoài trời lạnh, mà tại vì trời hôm nay buổi tối thì cũng tầm 7-8 độ cho nên là cũng lạnh á, nên em bảo quản ngoài đó. Như thế này thì em sẽ chẻ cái thân nó ra như thế này. Đây. Cái thân nó còn này cả nhà thấy thân. Đây là thân của nấm. Đây là phía bên trong lõi của nấm. Thì nó rất là trắng và sợi này. Cái loại này bên trong có hơi sợi này cả nhà. Thì cái này ăn rất là ngon luôn. Em sẽ chẻ như thế này, xong rồi sẽ xào sơ và bỏ tủ đông. Sau đó nếu mà sau này nếu em ăn lẩu nấm thì em có thể lấy cái này để ăn lẩu á, thì nó cũng rất là ngon luôn. Em không cần phải cắt quá nhỏ đi, em chỉ cần cắt sơ như thế này, một sợi dài như thế này thôi, không cần phải cắt quá nhỏ đâu. Quên lấy cái thớt cho chắc ăn. Cắt phải tay nữa thì khổ ta. Những cây nào non mà chưa quá già thì em sẽ lấy, tại vì em đã để nó qua một đêm nó. Cắt dọc cái thân của nó ra như thế này. Đẹp lắm, không tì vết. Cái này là đẹp không tì vết. Nấm sau khi em đã rửa qua với nước muối loãng thì bây giờ em sẽ bỏ lên bếp và cho nó nấu sơ, xào sơ đi, không cần bỏ dầu, chỉ cần bỏ vào chảo thôi cả nhà. Sau đó thì em sẽ giữ đông, như thế thì vẫn giữ được dưỡng chất của nó. Và sau này nó lúc mà mình rã đông thì nó ăn vẫn ngon á.
Bây giờ nước đã cạn rồi cả nhà, thì còn rất là ít nữa thôi. Thì em sẽ cho nó cạn hẳn đi. Và như thế này cũng được. Thì bây giờ em sẽ tắt bếp và chờ cho nó nguội, sau đó em sẽ bỏ vào túi ghi ngày tháng, rồi bỏ vào chữ đông, khi nào ăn thì em sẽ lấy ra, em sẽ cắt cho mọi người xem cái sợi của nó. Đây, sợi của nó. Cái này thì ăn sẽ rất là ngon ha. Đấy, thì bây giờ em sẽ chữ đông, khi nào ăn lẩu nấm hoặc là những gì liên quan đến nấm thì em có thể đã đông và ăn thôi. Ơi, em đã gói được hai bịch này là tầm gần nửa lít. Thì đây là sau khi em đã nấu xong rồi, cái sợi nấm nó vẫn còn hơi dai dai ấy. Ý là không phải là quá dai, mà kiểu cái dai này em rất là thích cái kiểu nấm dai này, nó không có quá bị nhũn. Được hai bịch nửa ký trong khi em hái được một giỏ rất là bự ha. Mà bây giờ được hai bịch như thế này thì em sẽ dùng để ăn lẩu được hai lần. Nếu mà hái được thêm nấm thì em cũng sẽ làm theo cách này để bảo quản, để trong tủ đông để ăn đó cả nhà. Trong này là có hai loại nấm, cái nấm á, nấm lúa mì và cái nấm chân vịt mà bạn em đặt tên đó. Video của em đến đây hôm nay đã hơi bị dài rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Cả nhà hãy đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ nhà em. Hẹn gặp mọi người vào 7 giờ tối hàng ngày. Bye bye cả nhà.